Ở video lần trước thì chúng ta đã phân tích giao diện cái card component rồi, và chúng ta cũng đã làm sơ cái sườn thôi, chưa biết đúng hay không. Chúng ta tạo được cái sườn rồi là hình ảnh chữ các kiểu cho nó đúng với lại cái thiết kế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng, tức là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nha. Khi mà chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta sẽ viết ở bên ngoài component nha, chứ không làm không được viết bên trong này ha. Nên nhớ nha, viết bên ngoài. Rồi thì mình sẽ ghi chú cho các bạn để cho các bạn dễ hiểu nhất có thể ha. Mình muốn làm như vậy thật là chậm để cho các bạn hiểu ha. Thì chúng ta sẽ dùng constant, tức là khai báo một cái biến. Đó, thì chúng ta có thể đặt cái tên như thế nào chúng ta tùy ý, thì nên là chữ cái đầu in hoa. Ví dụ mình đặt là cái này là card, thì mình sẽ đặt là card như thế này. Đó, hoặc là các bạn muốn thích đặt một cái kiểu gì đó để sau này dễ tìm, ví dụ các bạn đặt là style card cũng được. Đó, chỉ đó là một cái tên ha, nên bắt đầu bằng chữ cái in hoa nha. Đó, rồi sau đó các bạn dùng dấu bằng. Tiếp tục là các bạn sẽ sử dụng cái thư viện là style component, là các bạn copy vào này là style chấm chấm nha. Rồi, tại vì cái style đó là object và chúng ta sẽ chấm property. Property ở đây là cái gì? Property ở đây là những cái thẻ mà chúng ta sử dụng ở trong HTML. Thì những cái tag ở đây ha, mình sẽ ghi cái tag nha. Các bạn phải gọi chữ tag nha, mà mình ghi cái tag ở đây là gồm những cái gì để cho các bạn biết. Ví dụ như H1 này, H2, deep, span, strong, A, B, section, article, các kiểu, rất là nhiều thẻ HTML. Rồi sau đó sẽ đến hai dấu backtick, tức là dấu template literal ở trong string đó. Đấy. Thì lúc này các bạn có thể sẽ nhận ra một điều, nếu các bạn chưa nhận ra thì mình sẽ nói, mà các bạn nhận ra rồi cũng mình cũng sẽ nói ha. Lâu lâu mình sẽ nói vui như vậy để cho các bạn có cảm hứng học hơn. Thì ở trong này á là chúng ta sẽ viết CSS in JS. Để mình ghi dưới này cho các bạn xem này. Xóa dòng này cho nó gọn, gọi là CSS in JS, tức là thuật ngữ giống như chúng ta viết HTML ở trong JS thì người ta gọi là JS, còn CSS in JS thì mình gọi là CSS in JS thôi, mình không biết gọi là gì, hình như mình nhớ không lầm là JS CSS thì phải, CSS hay sao á, mình cũng không nhớ, nói chung mình không nhớ từ đó, nhưng mà mình gọi là CSS in JS, tức là viết CSS in JS. Còn JS thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta hát code HTML ở trong React trong JS kiểu như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ ví dụ bây giờ mình code cho cái này là cái card đúng không, thay vì mình đặt class là card thì mình có thể viết như thế này, constant stylus, các bạn đặt card cũng được tùy các bạn nha, nhưng mà các bạn nhớ chỗ này và chỗ này không được trùng nhau, cho nên nếu các bạn đặt ở đây là card thì nó sẽ bị lỗi ngay chỗ này liền, tại vì component của các bạn đã là card rồi, cho nên theo kinh nghiệm của mình thì sẽ đặt là stylus card cho nó chuẩn, và mình sẽ dùng là stylus. Bây giờ cái thẻ của mình đang dùng ở đây là thẻ gì? Thẻ ở đây là thẻ deep, thì mình sẽ dùng vào đây style chấm deep và dùng dấu backtick như thế này. Đó, rồi mình sẽ code vào cho nó. Ở đây các bạn code set như bình thường, code sát cũng được luôn, ở trong này code sát được luôn nha. Thì các bạn sẽ có ví dụ nha, mình code background color là red này. Đó, nếu mà các bạn nào mà không gọi được như mình đó, có thể các bạn quên cái hai extension này. Extension mình đã nói ở những video đầu rồi, đó chính là style component snippet, và cái một cái nữa là Visual Code Style Component, đã hướng dẫn rất là kỹ ở chương đầu rồi nha. Nếu mà các bạn quên thì nhớ cài. Rồi, mình lưu lại. Lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái gạch dưới báo màu xanh như thế này, tức là đã khai báo nhưng mà chưa sử dụng. Thì chúng ta cần sử dụng nó như thế nào? Thay vì á, sử dụng thẻ div ở đây thì mình sẽ để nó vào đây như thế này. Đó, thì lúc này nó sẽ tự động đóng lại chỗ này, bởi vì chúng ta dùng cái extension là Auto Rename Tag. Các bạn thấy chưa? Mình lưu lại này. Khi mà mình lưu lại, các bạn nhớ nha, cái chỗ nào mình dùng khai báo tương ứng nha. Thì chỗ này các bạn nhìn này, bấm chuột phải nha, tại vì cái hình nó che rồi. Các bạn sẽ thấy có class là SC này, GSK gì ấy. Thì đây cái này ấy là do thằng cái thư viện nó mạo hóa ra thôi. Thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Các bạn sẽ thấy đây là background color là red nè, thấy chưa? Background color là red. Đó, ví dụ như vậy ha. Rồi ví dụ cái chỗ này chúng ta làm, thì bây giờ chúng ta sẽ làm một thực tế là cái này luôn để chúng ta dễ hiểu. Cái này sẽ có là position relative. Rồi ok mình bỏ này đi, thì nó sẽ có là position là relative. Position relative. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, không có gì hết. Tiếp tục mình sẽ có cái hình. Hình thì mình nên có một cái debug cái hình lại đúng không? Đó là best practice, thì nên có một cái hình debug lại để làm gì, lỡ sau này cái hình đó là một cái link thì sao? Thì chúng ta sẽ làm một cái debug lại. Mình sẽ tạo cho nó là cái gì đây? Lúc này mình phải suy nghĩ cái vấn đề đặt tên. Mình sẽ tạo tiếp constant. Mình sẽ đặt là không style card, mình sẽ đặt là card image wrapper, ví dụ như vậy, hoặc là card image thôi.
bằng stylet.div. À, chấm div là bởi vì sao? Bởi vì mình đang dùng cho cái div này. À, mình sẽ dùng cho nó. Rồi, mình sẽ bỏ nó vào đây. Và cái chỗ này mình sẽ code cho nó là hay 400 pixel. Và border gạch radius là 8 pixel, kiểu như vậy. Thì lúc này mình sẽ được như sau, à, chiều cao 4 là 400 vào này. Đó. Tiếp tục mình sẽ code lại các img này. À, sorry các bạn nha, ở hàng xóm cho tiếng cho sự một chút, các bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi mình sẽ tạo tiếp là constant card img, à, lúc này là img chứ không phải là image nha. À, mình sẽ để là stylet.img nhé, img như thế này. Tại vì cái thẻ tắt của mình đang dùng đó là thẻ img, thì các bạn biết dùng cho cái nào đó, mình sẽ dùng cho cái này nè. Đó. Và chỗ này mình sẽ code cho nó là, ví dụ như là, chỗ này mình sẽ code thêm width 400 luôn đi ha, cho giống thiết kế. Chập nữa chúng ta sẽ sửa lại linh động sau. IMG này mình sẽ code là display là block ha. Và width là full là 100% và height là full là 100%. Và object fix của nó là cover. Cậu chỗ này code set như bình thường. Và border radius của nó sẽ là inherit, tức là kế thừa từ thằng cha, tức là từ thằng này. Quay ra, à chúng ta được kết quả như thế này. Các bạn thấy đẹp không? Như thế này. À, mình bấm vào cho các bạn xem này. Đó. Nó sinh ra này, thấy không? Display block cái class như thế này. Đây, đó. Đó. Rất là hay luôn ha. Sử dụng cơ khá là cơ bản và khá là dễ. Mình nghĩ là chỉ có cái là đặt tên hơi nhiều thôi. Như thế này đó. Nhưng mà nó rõ ràng, rất là rõ ràng. Chúng ta đặt tên là chúng ta biết đó là cái nào rồi. Vì chỗ nào mà không cần dùng thì chúng ta không cần đặt cũng được, không sao cả. Ví dụ cái div này không có style gì hết thì các bạn vẫn cứ để thẻ div bình thường. Rồi tiếp tục mình sẽ đến cái phần ở dưới, tức là cái div này. Cái div này khi nãy chúng ta phân tích là nó là background màu trắng. À, chúng ta sẽ bấm vào thiết kế chúng ta xem này. Đây ha. À, là padding 20, background màu trắng. À, chúng ta bấm vào nó này và bấm vào inspect này. Thì chúng ta sẽ xem được là này có này padding 20 này, thấy không? Border radius 20 và background color là màu trắng. À, ok thì chúng ta sẽ có là chỗ này là gì ta? À, card content ha, mình sẽ đặt một cái style là constant card content bằng stylet.div đúng không? Rồi mình sẽ code cho nó đã. Mình sẽ code cho nó là position là absolute. À, left là 50% và left 50% và transform translate x là -50% đúng không? -50% y là 0. Rồi. Mình sẽ có là background color là màu trắng. À, z index là tầm là 10 thôi. À, border radius là tầm 20 pixel khi nào mình đo được. À, và padding là 20 pixel. Như thế này. Rồi ra ngoài xem thành quả mình sẽ được nó như thế nào. Đâu? Nó nằm đâu mất tiêu rồi ta? Chắc là nó nằm đây rồi. Mình sẽ quên một cái lỗi ngớ ngẩn. Tức là mình đã khai báo mà mình chưa có dùng. Mình dùng ở đây nhé. Mình dùng ở đây. Đó thì lúc này nó absolute nè. Rồi mình sẽ tiếp tục là transform translate. Mình sẽ dùng là bottom 0 ha. Đó, tại vì nó khá là to nên nó bị lỗi như vậy thôi. Đó thì các bạn thấy á, là chúng ta đã làm được cũng khá khá rồi. Và cái video này nó nếu mà mình code xong cái này nó rất là dài, cho nên mà các bạn thông cảm nha, mình sẽ tách nó làm hai để cho các bạn học cho nó dễ tiếp thu hơn và dễ hiểu hơn. Ở video tới chúng ta sẽ tiếp tục nhé.